Lý Nhật Đồng chặt đẹp Angela Baby, khoe cơ bụng săn chắc ở tuổi 55 khiến netizen choáng ngợp. Mới đây, sự kiện sơ hưu Fashion World diễn ra tại thành phố Bắc Kinh, dàn sao hot nhất nhì xứ Trung như Angela Baby, Tống Tổ Nhi, Twins, Thái Trắc Nghi, tệ tiểu đông đủ biến thảm đỏ trở thành đấu trường nhan sắc khốc liệt. Vậy nhưng nhân vật chiếm trọn spotlight ngày hôm qua không phải là bà xã Huỳnh Hiểu Minh mà là tiểu long nữ Lý Nhật Đồng. Năm nay 55 tuổi, mỹ nhân thần điêu đại hiệp khiến cả Weibo choáng trước body mảnh mai, cực kỳ nhon cùng vòng eo săn chắc không phần trăm mở thừa, còn hăng sỏ cơ bụng. Mang sải bước tạo dáng của người đẹp nhận được sự chú ý của đông đảo netizen. Loạt ảnh do studio chia sẻ trước giờ gờ của Lý Nhật Đồng thu hút hàng ngàn lượt thả tim. Dù đã ở tuổi ngủ tuần, nhưng nhan sắc cùng khí chất của người đẹp xứ Trung vẫn xuất sắc như ngày nào. Lý Nhật Đông hiện đang giữ vai trò khách mời chính của chương trình truyền hình, gặp được bạn trên kênh truyền hình Đông Nam tại Đại Lục. Tiểu lòng nữ đẹp nhất mọi thời đại vẫn giữ được nhan sắc yêu kiều, đặc biệt là thân hình thon gọn, thanh thoát mà mọi cô gái đều mơ ước dù đã ở tuổi 55. Lý Nhật Đông bắt đầu tuân thủ chế độ luyện tập và kiểm soát dinh dưỡng nghiêm ngặt từ năm 2000. Thói quen duy trì suốt 21 năm qua đã giúp cô bảo dưỡng vẻ ngoài hoàn mỹ. Khi tham gia chương trình đi đến các vùng đất giàu truyền thống văn hóa, sản vật khác nhau, cô muốn truyền năng lượng tích cực của mình đến mọi người thông qua chia sẻ về quá trình rèn luyện sức khỏe cũng như câu chuyện cá nhân. Theo trang đại kỷ nguyên, gần 30 năm hoạt động trong làng giải trí, Lý Nhật Đồng từng bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp vì quá lụy tình. Thậm chí, diễn viên sinh năm 1966 từng hai lần chọn tình bỏ sự nghiệp. Từng là tiếp viên hàng không, Lý Nhật Đồng tình cờ được một người quản lý nghệ sĩ phát hiện năm 24 tuổi nên mời đóng quảng cáo. Sau đó cô nhận vai nhỏ trong phim điện ảnh cùng Vương Tổ Hiền, rồi đóng phim của Từ Khắc. Đáng lẽ lúc bấy giờ cô đã có bệ phóng tốt cho công việc diễn viên, nhưng Lý Nhật Đồng quay về công việc cũ. Lý do của cô rất đơn giản vì muốn tiếp tục làm việc với bạn trai. Khi đó nhiều người tiếc cho cô không có tham vọng nghề nghiệp. Một thời gian sau, Lý Nhật Đồng chia tay bạn trai, đầu buồn nên bị suy nhược, nhưng công ty từ chối cho nghỉ phép, khiến cô quyết tâm nghỉ việc để chính thức gia nhập làng giải trí. Năm 1995, cô nổi tiếng khắp châu Á với vai tiểu long nữ khi đóng phim truyền hình Thần Điêu Đại Hiệp cùng Cổ Thiên Lạc. Tuy diễn xuất nhiều hạn chế, nhưng vẻ đẹp của cô rất phù hợp với nhân vật. Đang lúc ở đỉnh cao danh vọng, Lý Nhược Đồng phải lòng doanh nhân lớn hơn 20 tuổi quách ứng tuyền. Bạn trai yêu cầu nữ diễn viên ngừng đóng phim và cô đã chấp thuận lôi trang tình yêu. Những năm đầu hẹn hò, tình cảm của cặp đôi khá mặn nồng. Nhưng năm 1999, bạn trai gặp khủng hoảng tài chính, làm vào cảnh nợ nần. Lý Nhược Đồng đã không từ bỏ mà gánh vác giúp người đàn ông của mình bằng cách làm việc liên tục và năm sau công việc của bạn trai cô tiến triển tốt hơn tuy nhiên tình cảm của cặp đôi dần phai nhạt người đàn ông năm lần bảy lượt né tránh chuyện kết hôn đã đòi chia tay cô năm 2008 lý nhật đồng miêu tả tâm trạng của mình khi đó là nỗi đau nói không thành lời khi cô còn đang đau khổ vì thất tình một năm sau cha cô qua đời khiến người đẹp càng tổn thương cô bị trầm cảm nặng thậm chí từng muốn tự tử khi cảm thấy mình mất tất cả ở tuổi 42 cô phải đi điều trị tâm lý một thời gian dài mới dần lấy lại được thăng bằng Năm 2013, tình cờ Lý Nhật Đồng gặp Châu Nhụn Phát trên một chuyến bay. Tuy cùng là nghệ sĩ Hồng Kông, nhưng cả hai chưa có dịp hợp tác. Nữ diễn viên lại rất hâm mộ đàn anh nên chủ động xin chụp hình chung. Thật bất ngờ sau khi chụp hình, Châu Nhụn Phát hỏi cô: Hiện nay em đang làm việc gì? Khiến nữ diễn viên ú ớ không biết trả lời ra sao. Tài tử thần bà liền hỏi thêm: Con người làm sao không làm gì được? Rồi hỏi tiếp: Em có sở thích gì không? Lý Nhật Đồng mở lòng nói: Em thích nấu ăn, thích tập thể thao. Thấy vậy, Châu Nhụn Phát gợi ý cô nên làm việc phù hợp sở thích. Cuộc nói chuyện vội vã trên chuyến bay đã khiến Lý Nhật Đồng thức tỉnh. Cô không đóng cửa lòng mình nữa, bắt đầu kết nối lại với mọi người xung quanh, cùng người nhà đi leo núi uống trà rèn luyện sức khỏe. Thời điểm đó, Lý Nhật Đồng vẫn kiên trì tập luyện thể thao, dù cho huấn luyện viên riêng của cô đã không còn làm nghề nữa. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên luôn cập nhật những bài tập yêu thích, những lần vượt qua thử thách giới hạn bản thân. Cô bắt đầu trở lại trong các chương trình thực tế, phim truyền hình khiến khán giả đều bất ngờ. Lý Nhật Đồng thường chia sẻ câu chuyện đời mình để những phụ nữ khác không mắc sai lầm vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp. Hiện nay ở tuổi 55, sau nhiều sóng gió, người đẹp sống độc thân, tìm lại niềm vui trong công việc và các hoạt động yêu thích và cô vẫn luôn biết ơn đàn anh Châu Nhận Phát vì câu nói năm xưa.